biệt hân hoan khi Hờ Hen Die lập kỳ tích vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ. Thưa quý vị và các bạn, dù không giành ngôi vị cao nhất tại Miss Universe 2018, nhưng việc lọt top 5 của đại diện Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của các nghệ sĩ Việt và người hâm mộ. Chung kết Miss Universe 2018 vừa diễn ra vào sáng nay 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam, với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines. Sau nhiều sự kỳ vọng từ khán giả, Hờ Hen Die, đại diện của Việt Nam trong cuộc thi năm nay đã làm được một kỳ tích vô cùng đặc biệt khi được xướng tên vào top 5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại diện Việt Nam được xướng tên trong top 5 tại cuộc thi nhan sắc tầm cỡ nhất thế giới. Ngay khi cuộc thi vừa kết thúc, Hờ Hen Die tiếp tục nhận được sự chú ý hơn, chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân và gửi lời chúc tới Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Cassiona Gray cùng ban tổ chức cuộc thi chúc mừng Cassiona Gray và Philippines, cảm ơn rất nhiều ban tổ chức Miss Universe, kèm Miss Universe và tôi cũng thật lòng cảm ơn đến đất nước Thái Lan, đặc biệt cảm ơn gia đình tôi, người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Kèm theo đó, Hờ Hen Die còn chia sẻ khoảnh khắc đăng quang của Miss Universe 2018 và hình ảnh cô cầm cao lá cờ Tổ quốc trên sân khấu chung kết. Không giấu nổi hạnh phúc, hàng loạt sao Việt cũng lên tiếng chúc mừng Hờ Hen Die sau những cố gắng nỗ lực của người đẹp trong suốt thời gian qua. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc tới Hờ Hen Die. Cô cho rằng đại diện Việt Nam đã thực sự xuất sắc thể hiện bản thân trong suốt cuộc thi. Hờ Hen Die xuất sắc lọt top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 khiến nhiều người vui mừng. Cô ấy đã chiến thắng bằng sự nỗ lực trong suốt một năm qua của mình, người đẹp chia sẻ. Hoa hậu Mai Phương Thúy viết trên trang cá nhân, chúc mừng em, thật tự hào về em. MC Nguyên Khang chia sẻ đoạn clip chúc mừng gửi tới Hờ Hen Die. Từ Hội An, Nguyên Khang gửi lời chúc mừng với thành tích rất tuyệt vời của đại diện Việt Nam Hờ Hen Die tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018 top 5. Phong thái trình diễn chuyên nghiệp thu hút, trang phục đẹp, nụ cười luôn nở trên môi và bản lĩnh sân khấu đã giúp em tỏa sáng. Đất Thái một lần nữa là mảnh đất may mắn với những nhan sắc của Việt Nam. Em xứng đáng và rất tuyệt vời với câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên của người phụ nữ Việt. Love you. Lệ Hằng, Hoàng Thùy, Mâu Thủy là ba người đẹp có mặt tại Thái Lan để cổ vũ tinh thần cho Hờ Hen Die. Ngay sau khi có kết quả chung cuộc với thành tích lọt top 5, Hoàng Thùy không giấu nổi sự phấn khích chia sẻ. Cô gái của tôi Hờ Hen Die là một trong 5 người đẹp và xuất sắc nhất hành tinh. Á hậu Mâu Thủy cũng gửi lời chúc dành cho đại diện Việt Nam khi được gọi tên vào top 5 và hài hước nói với Hen rằng, về mua tặng chị vì thuốc đau họng nha. Là người cũng tham gia và từng chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế, Hoa hậu, ca sĩ Hương Giang không nấu giấu nổi sự xúc động trước thành tích đáng nể của Hờ Hen Die trong lần này. Người đẹp nhanh chóng chia sẻ cảm xúc. Tự hào về em Hờ Hen Die, nỗ lực của em đã được đền đáp. Chúc mừng ekip Hoàn Vũ quá giỏi. Dám chọn một hoa hậu tóc ngắn da nâu, ít hợp mắt số đông người Việt hơn những cô gái khác. Dám chọn bánh mì, một lần nữa cho thấy dám làm điều khác biệt sẽ luôn có kết quả không ngờ. Trên trang cá nhân, hàng loạt các giọng ca như Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Bích Phương cũng liên tiếp dành lời khen ngợi và chúc mừng tới đại diện Việt Nam. Bích Phương viết trên trang cá nhân, top 5 là quá đỉnh rồi, tự hào quá, yêu Hen, yêu quê hương. Hen ơi, trong lòng người Việt, em là hoa hậu, love you. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.